Hồi hồi trước là sư mới đưa về là tóc bao nhiêu phân sư? Không có tóc, À, không có tóc chăm luôn hả? chăm thôi. À. Bữa nay nó ra một phân mấy. À. Chứ mày ra, không có rau, không có ria, bữa nay rau ria ra. Rau này là rau tự nhiên hả sư? Thì tự nó mập chứ ai làm sao được. Nó nghĩ cái sao vậy? Hả? Chắc cũng sợ được không? Cũng sợ được. Thì cứ việc tự nhiên chứ có sao đâu mà sợ, chứ không sợ. Rau ra, ria ra, tóc mập. Xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mọi người có thể nhìn thấy đó, hiện tại Nhân đang đứng ở trên một cánh đồng mà phải nói nắng rất là nhiều luôn mọi người. Ở cái video lần này Nhân sẽ đi xác minh một vấn đề liên quan đến tâm linh mọi người. Hiện tại thì trong chùa Lộc Sơn á, có một pho tượng của một vị sư trụ trì. Sau khi pho tượng ấy được đưa từ Thái Lan về khoảng 4 tháng trở lại đây, bỗng dưng pho tượng mọc thêm tóc và tóc tự nhiên dài ra thêm mọi người. Đó là một câu chuyện khá là huyền bí về tâm linh. Liệu rằng câu chuyện đó nó có thật hay không? Để biết được vấn đề này thì bây giờ mọi người hãy cùng theo chân của Nhân để đi xác minh câu chuyện này. Bởi vì khi nghe câu chuyện này Nhân cảm thấy cũng khá là hoang mang và cũng không tin lắm. Bây giờ Nhân sẽ đi xác minh cho mọi người xem nhé. Bây giờ hãy theo chân của Nhân nha mọi người. Chùa Lộc Sơn tọa lạc tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nếu tính đường chim bay thì chùa chỉ cách thành phố Nha Trang khoảng 6 km về hướng Tây Bắc. Chùa nằm gần quốc lộ 1A và gần nhà máy dệt Nha Trang. Chùa được kiến tạo năm 1898, cách đây đã hơn 100 năm. Đến năm 2008, tức đúng 110 năm sau, sư thầy Thích Giác Trí đã làm lễ đặt đá đại trùng tu ngôi chùa. Vào cuối năm 2017, sư đã đặt đúc pho tượng của sư tại Thái Lan. Đến cuối tháng 9 năm 2019 thì pho tượng được chuyển về chùa. Khi pho tượng chuyển về chùa không có tóc và râu, điều huyền bí xảy ra là khi để pho tượng ở chùa được 4 tháng, sư phát hiện tóc và râu mọc dài ra bất thường. Hiện tại thì khoa học chưa thể lý giải cho hiện tượng này. Sư Giác Trí đã tặng cho tôi 8 câu thơ và câu thơ đó như sau: Giác Trí tôi sư tăng ngu muội, thấy người tu mà tuổi trong lòng, cúi đầu gửi gắm ước mong, để cho thiện tín mấy dòng nhũ khuyên, cửa vào đạo đầu tiên lập chí, phải phát tâm bền bỉ hàng đầu, tín thời phải lập nguyện sâu, nguyện mà lập vững, hạnh sâu mới thành. Từ từ. Nó hơi nhạt rồi. Đây đây.
Ông đưa cho con này con thử đi. Để nó nói trong chùa không có, đừng đừng có quấy tôi. Mình cứ lang thang giống như thằng ông mày vậy mà quấy làm gì. Thì con cũng giống như sư thôi, con cũng như thằng ông mày đấy chứ có khác gì đâu. Mọi người thấy không? Sư con đọc rồi, sư tên Tý. Mọi người thấy sư Trí rất là giản dị nha mọi người. Sư là hiện tại là trụ trì của chùa Lộc Sơn. Dạ. Quay đi với chữ Lộc Sơn quay vô. Dạ thì con có giới thiệu trong video rồi. Đây là họ kính thương chùa nhiều Phật pháp lắm. Dạ. Cho nên là không phải nói chuyện với đó. Họ rất kính thương. Họ coi chùa chiền là không có ra gì đâu. Không phải như những Phật pháp. Sư cho con hỏi thêm xíu nữa, sư pho tượng sư đưa về từ năm nào sư? Sư. Tôi làm 2017. Dạ. Đến tháng 9 2019 mới đưa về. Dạ tháng 9 năm 2019 là đưa về đây tầm khoảng cỡ 4 tháng hả sư? 9 10 11 12 12. Gần 5 tháng rồi. Dạ. Khi đưa về tóc còn xám, chỉ xám xám đen đen thôi, nhưng mà 4 tháng rưỡi này là nó ra dài một con ấy. Dạ. Rồi cứ việc nói gì thôi. Sư bảo là lúc mà mới đưa về là tóc chỉ có xám xám thôi chứ không có dài nha mọi người. Và sau đó là sau gần 5 tháng thì bây giờ tóc mọc thêm ra. Đã xác nhận việc đó, không phải là tôi nói là không đâu. Bây giờ pho tượng là tóc mọc dài ra bây giờ một phân mấy nữa mà có mọc thêm tóc đen nữa nha mọi người. Mọc thêm tóc đen và mọc thêm râu. Giờ có mọc thêm râu nữa. Râu ria. Chứ không phải là nói là nó không đâu. Đừng có quay. Giới thiệu cho chú coi đã, không quay gì quay. Dạ sư. Dạ. Không bước vô cổng sao thấy được cái chuyện ở trong chùa. Dạ đúng rồi. Ta chú ra đây cho mọi người thấy. Tôi chỉ chú 6 cái hình thần. Dạ. Không nhiều ra đây. Dạ con. Dạ dạ con đi nè. Tôi tới phi trường thành phố Paro, Vương quốc Bhutan. Dạ, Bhutan sư. Nước này là hạnh phúc nhất thế giới. Dạ. Tu sĩ, tiến sĩ, giảng sư trong cung vua đi ra đón đòn. Dạ. Tôi đây. Dạ. Chưa, cái này đại lễ trai tăng tại Ấn Độ, tôi thay mặt chư tăng thế giới nữa phát biểu cảm tưởng và ban đạo từ. Dạ. Nghĩ sao về một con thầy. Dạ dạ rồi. Con hiểu. Dạ rồi, rồi. Trước khi về lại Việt Nam, tôi huấn thị cho chư tăng và Phật tử ở Ấn Độ. Dạ. Yeah. Rồi để tao dẫn ông này lên luôn. Chờ đi. Tôi đang chú nguyện cho dân thành phố Paro. Dạ sư. Trung Quốc Bhutan ta. Trên Đài Loan. Cái đây một điều không bao giờ tưởng. Tôi đang bắt tay với vị lãnh đạo tinh thần tối cao ngày Pháp Vương tại Bhutan. Ông tiến sĩ giảng sư này, ông nói chưa bao giờ có thông lệ đó. Dạ, ngài sư. Không bao giờ bắt tay. Và vua hoàng hậu vô còn phải cúi đầu, mà không biết tại sao ông thấy ngài là hai người bắt tay. Dạ sư. À, hình ảnh có rõ ràng không? Dạ rõ rồi. Không ai biết đó. Dạ. Rồi. Còn bây giờ mọi người nói thì nó cứ vô chùa thấy, chứ đừng có đứng ở ngoài cổng. Ngồi xe hoa đầu tiên đi diễu hành khắp tiểu bang Bihar của Ấn Độ, trên 5 chiếc máy bay giữ. Dạ sư. Ở dưới 3.000 lính để bảo vệ. Dạ. À. Được chưa? Rồi bây giờ lên đây coi thử coi có hay không để thì anh là hàng sớm. Thấy chưa? Chú thấy tôi chưa chết. Dạ. Nhưng mà ai đây? Thờ đây. À.
Ủa sư, sư chưa mất mà để thờ luôn hả? Có sao đâu, trên đời, trên thế gian có một không hai. Dạ à, cái y này trên thế giới không có. Cái y này trên thế giới không có. Đừng có nói tại sao ông sư không có dốc. Lấy ra sư, lấy ra một con. Xin ra kia. Cái y này nằm trên kim thân Phật tổ tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ. Dạ. Và sau khi đó một vị đại sư lên thỉnh xuống và hiến tặng cho tôi. Trên thế giới không ai chấm đất. Dạ. Bởi vì một lá Bồ Đề là một vị Phật. Cho con nắm tí đường sư. Thì rồi chứ có sao đó. Ông thấy là có đủ duyên để thấy những cái điều mà trên thế giới không có không? Dạ. Trên thế giới không có nè. Là có nghĩa là cái tấm này là chỉ có một thôi hả sư? Trên thế giới hoàn toàn không có mà cha nó nói như vậy. Dạ. Cái này là không tin. Rồi. Trước đây 4 tháng rưỡi tôi đem cái tượng về. Chỉ là tóc sáng sáng thôi. Dạ. Bữa nay 4 tháng rưỡi 5 tháng tóc mọc ra dài một không mấy. Dạ dạ dạ. Chú anh kia. Có đúng là cái hình đó không? Dạ đúng. Hiện thực 100% ý chứ không? Đó, đứng xe ra. Dạ. Gần, quay đi, quay hết đi, rồi đưa lên mạng đi, coi thử. Hồi trước là sư mới đưa về là tóc bao nhiêu phân sư? Không có tóc. À, không có tóc luôn hả? Sáng thôi. À. Bữa nay nó ra một phân mấy. À. Chân mày ra. Không có râu, không có ria, bữa nay râu ria ra. Râu này là râu tự nhiên hả sư? Thì tự đó nó mập cái ai làm sao nữa. Không nghĩ cái sao vậy? Hả? Tóc không sợ được. Thì cứ như tự nhiên chứ có sao đâu mà sợ, chứ không sợ. Râu ra, ria ra, tóc mập. À. Đây này, những cái nếp nhăn như là không bao giờ phát đây này. À, ủa sư, tóc này có tóc đen không nè? Nó mọc ra thì còn kể nó. Là, tóc đen này tự mọc ra luôn hả? Hả? Ủa ghê hả? Có tóc đen luôn tự mọc ra. À, thì ông làm xong ông xuống ông ghi vô trong cái đó, ông ghi ông nói sao ông đó. Dạ. Nói gì thôi. Ủa có tóc đen luôn. Này ở sau cũng có tóc đen mọc ra nè. Cái chuyện nó tự nhiên, không có phê bình. Nghĩa là tóc mọc là được rồi. Tóc nó tự nó mọc ra mới kỳ chứ. Có lòng tay nữa này sư này. Đừng có hết là đừng có nói, cứ như thế đi. Coi đá rồi xong quay, quay xong lên mạng cho mọi người thấy. Dạ sư. Để rồi được rồi. Anh còn tức là mặt áo. Đó là mười đường mắt. Nó có cái gì nữa, trong đó nó có hết cái này. Dạ. Thôi, được rồi. Này có tóc đen. Tóc đen ra này. Rồi, ở xe. Quay chân, quay tay, quay cẳng đi. Rồi, đi ra. Dạ sư. Hãng hữu chưa? Để rồi tao nó không có. Lê cho cái cận bàn ở trước cổng kìa cho có thấy à. Quay ở trước cổng này, cho bà thấy, coi thử. Chùa Lạc Sơn. Quay hai cái bông hai bên. Xe ra quay hai cái bông hai bên. Hai cái chậu hoa hai bên.